các bài tập nó có dạng như thế nào? Chúng ta sẽ đi vào những cái ví dụ đầu tiên. Cụ thể, ví dụ số 1, câu hỏi trắc nghiệm đầu tiên. Câu số 1, đề bài yêu cầu này. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình 4 mũ x cộng với 1 trừ đi 2 mũ x cộng với 2 cộng m có nghiệm. Có nghiệm, nhớ là có nghiệm nha. Chúng ta có các đáp án đây. Đáp A là m nhỏ hơn hoặc bằng 0. Đáp B, m lớn hơn hoặc bằng 0. Đáp C, m nhỏ hơn hoặc bằng 1. Và cuối cùng, đáp D là m lớn hơn hoặc bằng 1. Được chưa? Bây giờ thầy sẽ phân tích câu số 1, hướng dẫn các em cách để giải quyết cái bài toán này theo cái phương pháp hàm số nha. Và thầy cũng sẽ chỉ cho các em một cái phương pháp làm khác, đó là sử dụng đến phương pháp xét dấu của tam thức bậc 2. Tuy nhiên, có những bài xét dấu thì nó sẽ nhanh, có những bài xét dấu thì nó sẽ chậm hơn. Và thường cái phương pháp xét hàm nó sẽ nhanh hơn đối với những bài như thế này. Được chưa? Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi giải quyết. Sẽ phải làm như thế nào? Đầu tiên, chúng ta thấy ở đây có cơ số 4, cơ số 2. Cơ số 4 thì bằng cơ số 2 tất cả bình. Đúng chưa? Vậy đưa về dạng bậc 2. Giải này. Ta có này. Phương trình nó sẽ tương đương này. 4 mũ x cộng 1 thầy viết lại thành 4 nhân với 4 mũ x là 2 mũ x tất cả bình phương. Được chưa? Tiếp theo, trừ đi 2 mũ x cộng với 2, 2 mũ 2 tức là 4 nhân với 2 mũ x cộng với m bằng 0. Đấy, đến đây chúng ta đặt t bình thường thôi. Đặt t bằng 2 mũ x. Rõ ràng hàm mũ thì khi chúng ta đặt thì tập giá trị của hàm mũ là từ khoảng từ 0 cho đến dương vô cùng, vậy t phải lớn hơn 0. Đúng chưa? Khi đó phương trình sẽ trở thành phương trình trở thành 4t bình phương trừ đi 4t cộng với m bằng 0. Và bài toán trở thành đó là tìm m để phương trình này có nghiệm t lớn hơn 0. Đúng chưa? Đấy, bài toán sẽ trở thành. Chúng ta chuyển hoàn toàn cái bài